Chào mừng các bạn đến với kênh Đây Đó Miền Tây 1973. Hiện tại thì khoảng gần 6 giờ sáng các bạn. Mình đang ở khu vực cầu Ô Môn. Mình xin phép ghi vài hình ảnh để gửi đến cho cô chú anh chị các bạn xem. Đó là hướng ngoài Thái An, giờ có mấy cái ghe vô các bạn. Giờ này màn hình, giờ này cũng còn hơi tối các bạn. Đó là chiếc vỏ các bạn, vỏ chắc đi vô kinh chứ kinh ganh thì đậu rồi lấy lúa các bạn. Cái đoàn này hai chiếc các bạn, đây chiếc này các bạn. Hiện tại thì mặt trời chưa có mọc các bạn, cho nên màn hình nó còn hơi tối tối chút. Giờ này nước đang lớn các bạn, nước lớn này mấy cái chiếc đi lấy hàng rồi nó thả nước xuôi đi, nó đã đi nhiều lắm các bạn. Đây là chiếc ghe chở gạch ống các bạn, gạch ống xây nhà đó các bạn, cũng thả theo nước luôn. Ở trên kia là cầu Ô Môn các bạn ơi. Đây là vô hướng Thới Lai, Bà Đầm, Thị Đội, kinh ngang kinh ganh rồi nghe các bạn. Đây là những chiếc ghe cũng đi vô kinh lấy lúa luôn các bạn, không phải ghe này ghe lấy chở gom các bạn ơi. Mình thấy bên ba nó có cái dè hai bên các bạn, dè bên chất gom cho nó nhiều đó các bạn. Cái này ghe chở gom. Lúc này ở trong Thới Lai, trong kinh ganh đồ, kinh ngang là chống là đang vô vũ lúa các bạn, cho nên là gom lúa đồ đầy đủ luôn. Mấy phương tiện chở gom, chở lúa rồi vô dập luôn các bạn. Đây cũng chiếc ghe này là chắc chi về chở lúa luôn các bạn. Ghe này có cái mui đậy gì là có gèm đậy gì là chở lúa các bạn. Nước sáng đang lớn nha các bạn. Thường thường buổi sáng này có mấy chiếc xà lan nó chở cát vô công trình đường cao tốc Bắc Nam các bạn. Cái đoạn tuyến đường qua ngang sông Kinh Ngang các bạn, xà lan vô bơm dữ lắm nhiều luôn. Bây giờ chưa thấy, chắc lát nữa là có các bạn. Mấy ghe này là vô kinh vô Thái Lai đều lấy lúa không các bạn. Mấy chiếc này chuyên gì lấy lúa luôn. Sáng nay đi quá nhiều luôn các bạn, nãy giờ cũng 4-5 chiếc rồi các bạn. Ở xa chiếc này các bạn, ở xe sao máy ngoài các bạn. Chiếc kia đó cũng đi vô lấy lúa nữa các bạn. Sáng này nước chảy vô, nước lớn ghe vô nhiều quá các bạn. Thời điểm này ở trong kinh ngang các bạn, kinh ngang là lúa đang chuẩn bị làm nhiều nhất các bạn.
cái ngang với thì đội 10 thước được các bạn. Lúa đang làm các bạn, lúa đang gộ đồng luôn. Ở hướng tới lại có cái chiếc kẹp chở máy cắt với máy kéo lúa đang chạy ngược dòng ra các bạn, đang chạy ngược dòng nước ra bơm các bạn. Đó, nó lúa ngửi ra đó các bạn. Đó, nó chạy hết chiếc kẹp không. Máy cắt này thường thường ở trên An Giang không các bạn, rất là cắt xong đồng rồi đi về đấy các bạn. Ghe này cũng đi lấy lúa luôn các bạn, lấy ghe này là chuyên về chở lúa các bạn. Đó, từ cầu Âm Môn lại Đằng Nẵng có cái cua các bạn, có cua cúp ngang hết sức cúp luôn. Chiếc vỏ đó cũng đi lấy lúa luôn đó các bạn, cũng chuyên về chở lúa các bạn. Vỏ đó khoảng 50-60 tấn nha các bạn. Đó là nhìn xa gì chứ nó gần nó lớn các bạn. Ở đằng kia có chiếc xà lan chở cát rồi các bạn, chở quá trời chở luôn các bạn ơi. Nó chiếc xà lan không các bạn, xà lan chở cát này là vô công trình lộ cao tốc Bắc Nam các bạn. Cái tuyến đường ngang địa phận Thái Lai các bạn ơi, ở trong kinh ngang thuộc huyện Thái Lai, ở chỗ đang bơm cát ở chỗ dữ lắm nhiều các bạn. Mấy chiếc này là vô trong đó bơm cát của nó đó các bạn. Xà lan này cả ngàn tấn chứ không dưới các bạn, lắm chiếc xà lan này luôn. Hấp biết xe lan không các bạn. Xe lan là dài khoảng 50 mét trở lên các bạn. Quá trời chiếc xe lan luôn. Đây, những chiếc ghe này là toàn bộ đi vô trong kinh là lấy lúa hết nha các bạn. Ghe này chuyên gì lấy lúa, chắc chở gì xe đét các bạn. Thường thường mình xe đét qua đây mua lúa lắm các bạn, mấy lái mua lúa đó qua đây mua nhiều lắm.
nước lớn mấy chiếc ghe chạy vô quá nhiều luôn các bạn, sáng sớm mà chạy hết cái chạy luôn. Chiếc ghe này chắc mới làm ghe lại hay gì, các bạn thường thấy dầu trong rồi nó còn mới chát, còn đó thật luôn các bạn. Ở hướng Thái Lai có chiếc ghe đang chạy ra các bạn, nó chạy ngang cầu Ô Môn các bạn. Ghe này ghe cây mấy trăm các bạn. Ghe này chắc cũng cũ các bạn, ở dưới đường nó vét lượng hết trơn các bạn, nó đóng toàn hết các bạn ơi. Hướng ngoài Thái Lan đang có chiếc ghe sắt đang vô nữa các bạn. Chiếc ghe sắt, chiếc ghe đó là chở chuyên về chở cát các bạn. Mình thấy có mấy cái ống bơm cát để trên cái bè ghe đó các bạn. Ở trước mũi cũng có cái máy bơm cát luôn các bạn. Chiếc này là chuyên về lấy cát. Còn kia là chiếc ghe chở gạch các bạn, chở gạch ống xây nhà đó các bạn, ghe cây mà chở hết biết khẩm luôn các bạn, chở như ghe sắt, mũi nước tràn tràn vậy, hết biết luôn. Gạch mà nó rất cao luôn, gạch này là chắc giao cho giữa các bạn, nó có kiện kiện ở trên đó các bạn, tới giữa là nó cẩu lên. Đây ghe này vô kinh lấy lúa nha các bạn. Tài công đang lái là phụ nữ nha các bạn, đang ngồi lái là tỉnh bơ luôn.